Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi 6 tháng cuối năm âm lịch của những gia chủ tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 nam mạng. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được cái vận trình công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo cũng như là sức khỏe của những gia chủ tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 sẽ ra sao, như thế nào và làm cách nào để chúng ta có thể cải thiện được cái vận mệnh của mình trong 6 tháng cuối năm âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi canh tí nam mạng sinh năm 1960. Đó. Thì cái việc xem tử vi của những người tuổi canh tí sinh năm 1960 về công danh, tài lộc, sự nghiệp, gia đạo cũng như là về sức khỏe và cái sao chiếu mệnh cũng sẽ giúp những gia chủ tuổi canh tí nắm bắt được những điều tốt và những điều xấu để có những cái chuẩn bị tốt nhất, có được cái vận may mắn và mọi sự được hanh thông thuận lợi trong cái năm 2023 năm quý mão này đặc biệt là cái dịp 6 tháng cuối năm 6 tháng cuối năm và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để tìm hiểu về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 năm bạn để nhận được những lời khuyên bổ ích và cái phần tử vi này tôi chia sẻ với quý vị và các bạn là không đâu có tại vì cái bảng lập lá số tử vi này nó rất là khó làm và chúng tôi đã dựa vào cái sao hạn cái sao hạn cái vận hạn cũng như là cái vòng vòng thái tuế và vòng độc tồn từ đó là cũng thêm ở cái phần bát tự tử vi tứ trụ vào nữa để luận giải cho được chính xác nhất, giúp quý vị và các bạn sẽ nắm được cái vận thế của mình trong cái dịp là 6 tháng cuối năm âm lịch. Đó. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi canh tí trong 6 tháng cuối năm âm lịch đúng không ạ? Năm 2023 nó quý Mão. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tổng quan về vận trình năm. Thì trong năm 2023 nó năm quý Mão thì những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 chúng ta có canh gặp quý thì nó là thương quan đó thương quan đúng không ạ thương quan có nghĩa là gì có nghĩa là quý vị nên là cẩn thận trong cái công việc trong thời gian này làm gì cũng cần phải quyết tâm cao thì mới mong có được cái sự thành công và quý vị nên bỏ cái tính cả thèm trống chán ngay thì sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn đấy thương quan lâm vận nên là cẩn thận về cái chuyện công việc về chức quyền thì dễ bị gì dễ bị có lung lay nhất là với những người đang đương chức đó bên cạnh đó chúng ta có cục diện là tí đúng không ạ canh tí thì tí gặp mão là gì tí gặp mão là cục diện là tương hình tương hình hình thái tuế bị cục diện là tương hình thái tuế là ăn ngữ vậy nên là nó sẽ có những cái trục trặc nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình và đến ảnh hưởng đến cái khả năng phát huy cái cái khả năng của bản mệnh vậy nên là trong thời gian này đôi khi thì đã vất vả bằng năm bằng 10 lần những người khác nhưng mà vẫn phải mất khá nhiều thời gian thì mới hoàn thành được cái công việc và cái thu nhập thì nó cũng thua kém những người khác vậy nên để hóa giải cái cái hạn sau thái tuế của năm 2023 năm quý mão thì quý vị nên sử dụng một cái kim bài thái tuế đúng không ạ? Kim bài thái tuế để trợ vận hộ thân à, giúp cho vận trình của năm những tháng còn lại nó được hanh thông và và thuận lợi hơn. Đó, chúng ta lại có cục diện bên cạnh là cái cái từ tương hình về 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 năm ấy thì lại gặp cái hạn sao là sao la hầu và hạn năm là hạn tam kheo. Đó. Và bên cạnh đó đặc biệt là những gia chủ thế canh tí lại bị một cái hạn là hạn tam tai 3 năm liên tiếp, 3 năm liên tiếp. Và cái năm nay nó là năm năm hạn thứ hai như vậy là gì? Vẫn còn cái năm 2024 giáp thìn thì mới hết được cái hạn hạn tam tai. Vậy nên những gia chủ tuổi tí á, tuổi canh tí 1960 ấy cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn. Đây là cái linh phù giải hạn đã sử dụng cái cái phù họa để hóa giải mọi cái tiêu tai, hóa giải mọi cái vận hạn của con người. Vậy nên là những gia chủ tuổi canh tí 1960 thì để hóa giải cái hạn son la hầu này, hạn tam khoeo này và cái hạn tam tai nếu có này thì quý vị sẽ sử dụng một cái linh phù giải hạn để hóa giải giúp cho vận trình năm nó được hanh thông thuận lợi hơn nhé. Đó. Tiếp theo, bây giờ chúng ta xét đến cái tử vi của từng tháng Của tháng đầu tiên là chúng ta xét về tháng 6 âm lịch. Đấy, 6 tháng cuối năm thì từ tháng 6 đến tháng đến tháng 12. Thì tháng 6 âm lịch ấy, thì những người tháng 6 âm lịch nó là tháng kỷ mùi. Đúng không ạ? Chúng ta có này tí và mùi là cục diện là gì? Là 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 tương hại. Gọi là tương hại. Thì gặp cái cục diện tương hại này, những người tuổi tuổi Tý thường là thiếu đi cái sự tỉnh táo trong công việc và dễ đánh mất đi cái sự sáng suốt thường ngày của mình. Vậy nên quý vị nên hành xử và nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn để tránh để cái cảm xúc nó lớn áp đó. Và bên cạnh đó thì cũng không nên tin tưởng những người khác quá đáng vì rất dễ gây ra những hiểu lầm, những sai sót. Và trong thời gian này quý vị cũng nên cẩn thận hơn với mọi việc mình làm, tránh cho người khác vay tiền, kẻo xảy ra những chuyện mất mát đó. Bên cạnh đó, chúng ta có tí, tí là thủy đúng không ạ? Tí thủy mùi thổ. Cục diện là thủy thổ là nó tương khắc. Vậy nên là cái chuyện tình cảm, chuyện gia đạo thì sẽ có nhiều cái khúc mắc, khó thì có thể hóa giải được đặc biệt là quan hệ giữa vợ chồng con cái thì nó sẽ gây nhiều khúc mắc khiến cho những người tuổi canh tí nhiều lúc cảm thấy là tổn thương đúng không ạ à, các bác đã cố gắng hết sức mình để gì giúp cho gia đình mình được hạnh phúc nhưng mà những cái 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 công sức thì gần như là trong thời gian này là cũng nói không ai nghe và các bác thì cũng rất là vất vả vậy nên là trong thời gian này các bác cũng cần phải tích cực tâm sự với bạn gái nhiều hơn đôi khi cũng phải nhẹ nhàng nhẹ một chút không nên quá nóng nảy mà lại kiểu xảy ra những chuyện xung khắc cãi vã không đáng có Đấy. nếu muốn gia đình hòa hợp thì các bác hãy cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi đó và từ từ tâm sự với bạn đời của mình tâm sự với bác gái để làm sao cho thấu hiểu những cái tâm sự của nhau thấu hiểu những cái chia sẻ những cái khó khăn những khúc mắc của nhau để giúp cho gia đình được thuận thuận hòa và và yên ấm hơn bên cạnh đó thì lại có cục diện là gì chúng ta cũng canh đúng không ạ canh canh kim mà gặp kỳ thổ thì nó là thiên ấn À, thiên ấn gặp à, trong tháng này gặp được Thiên ấn nó chiếu mệnh, vậy nên là cái 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 công việc, đấy. cái công việc thì được trợ lực, được, được gì mọi người làm công việc làm ấy thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên sẽ gặp được nhiều thuận lợi trên cái con đường thăng quan tiến chức. Đấy. Trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ nên là các bác cứ yên tâm nhá, yên tâm về về trong tháng này. Nói chung là công việc nó thuận lợi. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta có gì à, tháng tháng 6 nó là tháng kỷ mùi thì trong cái địa chi mùi ấy, nó ẩn tàng ba thiên can là kỷ ất và đinh đấy canh mà gặp kỷ thì nó là chính ấn Đó. thì uh, gặp cái công việc nó hanh thông thuận lợi lại gì lại có cái cơ hội là thăng quan tiến chức đấy. cái chính ấn nó nói lên cái chuyện quan chức cái chuyện là công việc nó hanh thông đấy vậy trên là các bác nếu mà đang thi cử hoặc muốn tăng lương thăng chức trong thời gian này thì cũng sẽ rất là thuận lợi vì sao vì là thời gian này đúng không công việc thì các bác làm được thuận lợi và may mắn này đúng không lại có thêm cái lưu niên quan phủ và gì tấu thư tấu thư nó cũng chỉ về cái gì cái chuyện được nhận thêm chức thêm quyền và nó có những cái lệnh sắc lệnh gì đó về cái chuyện thăng quan tiến chức nó là những cái sao tốt. Tiếp theo là gì? Chúng ta có canh gặp ất thì nó là chính tài thì cái thu nhập chính của các bác trong thời gian này vẫn chủ yếu đến từ gì? Đến từ cái công việc đang làm hiện tại. Nó nói lên được điều điều đó. Và các bác trong thời gian này thì làm việc khăng say hơn, đấy có trách nhiệm hơn và chăm chỉ hơn, thật thà hơn. À, vậy nên là cũng được cấp trên yêu quý cũng như là đồng nghiệp, đồng nghiệp là để mắt tới và yêu quý, yêu quý hết mình đó. Bên cạnh đó thì canh gặp đinh thì nó là nó là chính quan nó là chính quan thì cũng nói lên là trong thời gian này thì các bác đi làm thì cũng được nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè từ đồng nghiệp và đi làm lúc nào cũng vui vẻ cũng phân khích các bác cũng không đón không ngại đón nhận những khó khăn trong thời gian này mặc dù nó có vất vả đấy do cục diện tương hại nó mang lại nhưng về tổng quan ấy thì thì nó được gì chính quan tương trợ giúp đỡ nên các bác sẽ phấn đấu và tăng cường học hỏi để để làm cho công việc của tháng này được tốt hơn đó. Như vậy tổng quan lại tới tháng 6 âm lịch ấy thì là gì? Các bác chú ý, vấn đề sức khỏe. Sức khỏe và vấn đề gì? Vấn đề tình cảm thôi. Đấy, còn công việc thì nó vẫn cứ hành thông thuận lợi nhá. Tiếp theo, chúng ta xem tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng cô hồn, một cái tháng mà mọi người vẫn cứ nghĩ là nó gặp nhiều cái điều xui xẻo đúng không ạ? Và trong cái tháng này thì hầu hết mọi người đều đều kiêng kỵ không làm việc lớn. Đấy. Nhưng mà đối với các bác tuổi canh tí 1960 sáu thì đây là làm một cái tháng tốt, đoạn một tháng tốt. Do chúng ta cục diện là gì? Tí gặp thân đúng không ạ? tháng 7 là tháng canh thân mà tí gặp thân thì nó là tam hợp vậy nên là được cái cục diện tam hợp nó xoay chiếu vì thế những cái người tuổi canh tí 1960 ấy, thì có cơ hội gặp được quý nhân đối phương có thể chính là những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè hoặc là những người mà đã từng thân thiết quen biết trước đây họ sẽ giới thiệu cho những cơ hội hợp tác cũng như là họ sẽ giúp đỡ trong công việc trong công việc nếu mà gặp những khó khăn gặp trắc trở thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi đó. bên cạnh đó chúng ta có thiên can canh đúng không canh tí mà gặp canh thân hay gặp cách là tỷ kiên là tỷ kiên thì nó nói lên rằng là trong thời gian này thì các bác cũng cần phải hết sức để ý lưu tâm đến những người mà bên cạnh mình đặc biệt là cẩn thận với cấp dưới với đồng nghiệp với cấp trên của mình cũng phải cẩn thận các bác là những người hiền lành nhưng mà gì đừng có tham gia vào những cái hoạt động thị phi kiểu gì gây ra những khúc mắc trong công việc đó đoan ngữ trong tháng 7 thì chúng ta có tháng canh thân nữa trong địa chi thân thì nó ẩn tàng ba thiên can canh nhâm và mậu đấy. chúng ta có canh mà gặp canh thì nó là tỷ kiên đấy thì nó giống ở cái phần lệnh tháng thì là các bác phải cẩn thận trong cái việc giao tiếp với người trên người dưới để tránh cái họa thị phi bên cạnh đó là canh gặp nhâm thì nó là thực thần đấy. Ở trong tháng này thì các bác tuổi canh tí thì đôi khi nhé sẽ được sẽ được thì người thân bạn bè cho tiền đấy, người thân bạn bè cho tiền gặp thực thần nó là chuyện tốt về cái tài lộc và cái công việc Đấy. thực thần nó cũng nói lên gì các bác sẽ có lọc ăn uống trong cái tháng này vì vậy nên những người tuổi canh tí trong tháng này thì rất dễ được đi du lịch đây đó rất dễ được bạn bè hoặc là người thân mời đi đi ăn đi uống đấy. bên cạnh đó là cũng có khả năng là con cái làm ăn nó ra tiền thì cũng sẽ lại quả báo hiếu cho các bác đấy. thì đây cũng là một cái điều may mắn khi gặp được thực thần khi gặp được thực thần đây cũng là một cái điều may mắn khi gặp được thực thần đó tiếp đến là đúng không canh mà gặp mậu thì nó là gì nó là thiên ấn nó là thiên ấn thì cũng nói lên rằng đấy nó cũng nói lên rằng trong cái thời gian này ấy thì uh, các bác sẽ được trợ lực nên là tốt nhất là với nếu mà các bác đang làm những cái chức vụ cao ấy, thì cũng sẽ gặp nhiều cái thuận lợi và với những ai mà đang có ý chí vươn lên ấy, có ý chí phấn đấu trong công việc ấy, thì sẽ rất có lợi trong cái tháng này đó còn về phần sức khỏe thì chúng ta có thân kim gặp tí thủy đúng không ạ tức là được lệnh tháng thân kim kim sinh thủy vậy nên là trong cái tháng này sức khỏe tương đối tốt và cái tình cảm ấy cái tình cảm thì cũng thì cũng được hòa hợp do được gì thứ nhất được cục diện tam hợp thứ hai được ngũ hành tương sinh vậy nên là cái tháng này là một cái tháng mà những người tuổi những người tuổi canh tí này được lợi nhé thứ nhất là sức khỏe là ok này sức khỏe là ok tốt này đúng không ạ và thứ hai là gì tình cảm cũng ổn này công việc thì có một chút thị phi xung sát đúng không ạ công việc thì có một chút sự thị phi xung sát vậy nên trong tháng này ấy, thì để hóa giải những thị phi xung sát đó thì các bác phải sử dụng đến quý nhân đúng không ạ bằng cách là sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn đây vòng tam hợp với nhân thân thế thìn. Đây là một cái vòng tam hợp sử dụng cái bộ tam hợp theo tuổi của các bác, các bác tuổi tí đúng không ạ? Sử dụng thêm tuổi thân và tuổi thìn. Cái hạt tam hợp được làm bằng đá mã não, kèm theo các hạt là hạt gỗ này, hạt gỗ xưa được sử dụng để chuyên hóa giải những cái xung sát, những thị phi, những khúc mắc trong công việc trong công ty và bên cạnh đó nó lại còn giúp các bác hòa hợp được cái vợ chồng. Vậy nên trong tháng 6 âm lịch ấy thì các bác sử dụng ngay vì là gì? Cái chuyện tình cảm nó đang bị đang bị xung khắc. Đấy, sử dụng cái vòng tam hợp bằng cách liên hệ với số điện thoại là 0989 34 để biết được cái cách hóa giải như thế nào và cái vòng tam hợp này khi các bác sử dụng ấy, thì cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo cái tuổi của các bác để làm thế nào cho nó phát huy được cái công năng tốt nhất nó hóa giải mọi thị phi xung sát cũng như là hòa hợp cái tình cảm vợ chồng giúp cho vợ chồng được yên ấm và, và hạnh phúc đó là cái vòng tam hợp à, tiếp theo Chúng ta xét đến cái tháng 8 âm lịch, đó, tháng 8 lịch của những người tuổi canh tí sinh năm 1960. Thì với cái tháng 8 lịch ấy, thì chúng ta có tí gặp dậu đó. Tí gặp dậu nó là cục diện là tương phá, nó là cục diện tương phá. À, gặp cục diện tương phá thì những người tuổi canh tí 1960 thì trong cái tháng 8 âm lịch thì được nhắc nhở là những cái hạng mục công việc đang còn dở dang thì các bác phải tập trung giải quyết một cách gọn gàng, tránh lo cái chuyện bao đồng. Và trong cái thời gian này thì cũng cho thấy là các bác sẽ gặp phải nhiều cái chuyện thị phi xung sát. Đấy nhiều chuyện thị phi thị phi lời ra tiếng vào ấy các bác làm công việc tốt thật đấy nhưng mà gì vẫn bị gì vẫn bị nói nói xấu sau lưng vậy nên là các bác phải hết sức lưu ý đấy và để hóa giải cái này thì các bác cũng có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải cái 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 khẩu thiệt thị phi này những cái lời bôi nhọ của kẻ tiểu nhân đấy. từ đó khi mà được uh, sử dụng vòng này được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì quý nhân xuất hiện thì thị phi sẽ không còn và các bác sẽ có công việc nó ổn định hơn cũng như là cái cuộc sống nó được nhàn hạ nhẹ đầu hơn đúng không ạ tiếp theo chúng ta có gì tý gặp dậu dậu kim tý thủy dậu kim sinh tí thủy vậy nên chuyện tình cảm trong cái thời gian này cũng định là ổn định nhá chuyện tình cảm ổn định này đó tiếp theo canh gặp tân thì nó là kiếp tài đó. kiếp tài lâm vận vậy nên là trong thời gian này công việc thì các bác lúc nào cũng bận rộn vất vả nhưng mà lại gì luôn có tiểu nhân đeo bám đấy các bác là những người, người nhiệt tình thẳng thắn nhưng lại dễ bị lợi dụng vậy nên là cần phải hết sức để ý nhá hết sức để ý trong thời gian này bên cạnh đó này lại có lưu niên là thái tuế và tiểu hao tiểu hao nó nhập mệnh vậy nên cũng nói lên rằng là trong cái thời gian này thì các bác tuổi canh tí 1960 chín nam mạng thì rất dễ phải hao tổn một khoản tiền nào đó để chi trả cho cái một là gì sửa lỗi hai là chi trả cho những cái việc không cần thiết đó tiếp theo chúng ta có thiên can dậu dậu lại ẩn tàng cái thiên can là tân đúng không ạ tân thì gặp canh thì nó là kiếp tài nó là kiếp tài cũng giống như trên tức là gì nó sẽ gặp những cái cản trở những khó khăn cho tiểu nhân nam mạng Vậy nên trong tháng 8 thì các bác cũng cần phải lưu ý là cần sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải những xung sát, để những cái khó khăn trong công việc, giúp cho công việc được thuận lợi và hanh thông hơn. Bên cạnh đó thì sẽ giúp cho chuyện tình cảm cũng như là cái tình, chuyện gia đạo, hòa hợp giữa tình cảm vợ chồng và tình cảm cha con được tốt lành hơn. Đó. Trong tháng này thì các bác cần lưu ý này, thứ nhất là công việc. Công việc thì dễ bị thị phi. Dễ bị thị phi. Dễ bị thị phi, dễ bị, phi, dễ bị xung sát và dễ bị tiểu nhân hãm hại. Đó và thứ hai là gì có tiểu hao này báo hiệu tình trạng mất tiền vậy nên các bác phải hết sức cẩn thận hết sức cẩn thận nhé về tình cảm thì trong thời gian này tình cảm vợ chồng thì ok này thứ hai là về sức khỏe thì cũng cũng tốt không có gì cả tiếp theo chúng ta cùng xem tháng 9 tháng 9 của những người tuổi canh tí sinh năm 1960 thì tháng 9 này chúng ta có tí là thủy gặp tuất là thổ đúng không ạ thổ thủy là tương khắc vậy nên là trong cái tháng 9 âm lịch này lại xuất hiện cái tình trạng thị phi thứ hai là tuất thổ nó khắc tí thủy Vậy nên là cái sức khỏe thì cũng không được ổn, không được tốt. Các bác phải hết sức đề phòng nhé. Trong tháng 9 là tháng nhâm tuất, chúng ta có canh gặp nhâm thì là gì? Là thực thần. Vậy nên báo hiệu rằng trong cái tháng 9 năm lịch này, các bác này sẽ có lộc ăn uống, sẽ có lộc chơi bời, sẽ có lộc về tiền bạc. Có thể là các bác sẽ được bạn bè mời đi ăn. Mời đi ăn trong tháng này là khá nhiều, khá khá vất vả về chuyện ăn uống đúng không ạ? Thứ hai là gì? Có thể được bạn bè, được anh em mời đi du lịch đây đó khắp nơi thứ ba là có thể được con cái cho tiền à, rất dễ trong tháng này là được cho tiền đấy vì là gì cái thực thần nó báo hiệu là cái tiền ấy, cái tiền này là do may mắn mà có vậy nên là các bác cũng là một trong những người cực kỳ may mắn đó. bởi vì sao lại nói vậy vì các bác có gì có liên liên long đức long đức là một thứ hai là có thanh long đây là hai sao tốt nó chủ về cái vận may à, chủ về cái vận may thứ nhất trong công việc thứ hai là về trong cái cái phần về à, sức khỏe à, về 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 phần tiền bạc một là công việc hai tiền bạc nhé thì sẽ được may mắn đấy à, các bác trong tháng này chỉ về chú ý là gì về vấn đề sức khỏe này sức khỏe và chuyện gì chuyện tình cảm nó hay xảy ra cái khúc mắc đúng không ạ thì các bác có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để hóa giải đeo luôn với mình từ tháng 6 đi tại vì là từ tháng 6 bắt đầu xuất hiện tình trạng xung khắc rồi là công việc lúc nào cũng có thị phi à, lúc, lúc nào cũng có thị phi vậy nên các bác phải lưu ý à, tiếp theo chúng ta có gì à, tháng nhâm tuất tháng chín nhâm tuất ấy, thì tuất nó ẩn tàng bát thiên can là mậu đinh và tân đúng không ạ thì chúng ta có canh mà gặp tân ấy, thì nó là thiên ấn canh gặp tân nó là thiên ấn vậy nên là lại có gì lại có ấn nó trợ, trợ vận lại, lại có thiên ấn trợ vận nên là sẽ được gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ và trong tháng này thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cái việc là thăng quan tiến chức đặc biệt những bác mà đang làm trong cái lĩnh vực chính trị ấy những lĩnh vực chính trị những việc mà đang làm quản lý chẳng hạn đấy thì sẽ rất là may mắn nhá sẽ rất là may mắn thứ hai là canh mà gặp đinh ấy, thì nó là chính quan nó là chính quan cũng nói là một điều là các bác đang được giúp đỡ đấy và trong thời gian này thì công việc cũng sẽ thuận lợi vậy nên các bác sẽ làm việc với cái tinh thần là vui vẻ phấn khởi và cũng không ngại học hỏi không ngại đón nhận những cái khó khăn để có, có khó khăn nào thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ rồi vậy nên là nó cũng sẽ gì nó cũng sẽ thuận lợi và và may mắn đó như vậy là trong tháng 9 ấy thì các bác chủ yếu chủ yếu là chú ý về sức khỏe và vấn đề tình cảm còn công việc nhá công việc thì tốt đó tiếp theo chúng ta xét đến tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch nó là tháng quý hợi đúng không ạ? Chúng ta có canh gặp quý thì nó là gì? Nó là thương quan. Bị thương quan lâm vận, vậy nên là trong cái thời gian này ấy, thì các bác mà đang còn đương chức thì cũng cẩn thận về cái 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 công việc của mình. Dễ bị bỏ việc giữa chừng, dễ gặp phải những chuyện khẩu thiệt thị phi, dễ bị kẻ khác hãm hại mà mất chức hoặc là phải thôi việc. Đấy. Làm gì thì cũng phải cẩn thận và làm tới nơi tới chốn thì mới mong thoát khỏi cái 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 chuyện này. Đó. Trong thời gian này thì những người tuổi tí thì canh tí 1960 này, chúng ta có tí gặp hợi đúng không ạ? Tí thủy cũng gặp hợi thủy là bình hòa, vậy nên là cái vấn đề tình cảm vợ chồng thì cũng khá là tốt. Nó không có gì khúc mắc. Và có tí gặp thủy gặp thủy là hai hành thủy nó quá vượng. Vậy nên cái sức khỏe này, cẩn thận nhá. Trong cái tháng này chú ý về sức khỏe này. Sức khỏe về phần công việc nhá. Đó. À, bởi sao chứ ấy về sức khỏe à? vì là các bác có lưu niên này à, kình Dương và, gì? và bạch hổ các bạch hổ nó chủ về những cái tai họa những cái tai nạn những cái thị phi những cái chuyện bất ngờ nó xảy ra mà không kiểm soát được và đây nó chủ yếu về cái sự là sát thương nữa vậy nên là các bác đi lại cần phải tránh cẩn thận nhá giữ gìn và đi đúng luật giao thông à, đi lại thì cũng nên cẩn thận một chút vì là dễ dính vào cái họa huyết quan bên cạnh đó cũng cần phải cẩn thận với những cái vật sắc nhọn khi mà mang bên mình đó tiếp theo là để chúng ta có Tháng 10 là tháng quý hợi đúng không ạ? Hợi thì nó ẩn tàng hai thiên can là nhâm và giáp. Thì chúng ta có canh gặp nhâm nó là thực thần đúng không ạ? Nó là thực thần. Thì trong tháng này thì các bạn vẫn có lộc. Vẫn được những lời mời nhỏ đi ăn hoặc là thi thoảng vẫn được con cái hoặc là bạn bè hoặc là các cháu nó đến nó cho tiền. Cho tiền này, gặp cái thực thần này là có những khoản tiền nhỏ. Đó. Tiếp theo là gì? Lại gặp giáp là thiên tài. Đấy, lại gặp thiên tài thì đôi khi các bác đi mua hàng hoặc là đi chơi đâu đó thì lại được nhận những cái phần quà hoặc là đi mua hàng thì dễ bốc thăm trúng thưởng hoặc là dẫn cháu đi chơi bốc thăm ấy thì cũng rất là may mắn đó và đôi nhiều bác ấy, nhiều bác còn được cái gì được cái là mua một vé số chơi chơi thì lại có khả năng là gì lại trúng giải độc đắc đó đó là cái tháng 10 quý hợi tại công việc nó khó khăn một chút nhưng mà lại có gì có một có có những cái may mắn bất ngờ có may mắn bất ngờ có thực thần và có, thiên tài vậy nên là chú ý trong cái tháng này thì các bác các bác tuổi canh tí một tháng, tháng 10 chú ý về vấn đề sức khỏe là một thứ hai là công việc Đấy còn đâu về phần gia đạo thì an yên, không có gì phải lo. Tiếp đến chúng ta xét về tháng 11. Đấy, tuổi canh tí tháng 11. Đấy. Thì tháng 11 này thì nó là tháng giáp tí. Tí gặp tí là bình hòa, thì vấn đề về tình cảm gia đạo thì nó không vấn đề gì cả. Về sức khỏe thì hai hành thủy nó quá vượng. Vậy nên là cái sức khỏe cần chú ý về sức khỏe nhé Về sức khỏe, đó. Thứ hai là chúng ta có thể canh gặp giáp thì nó là gì? Canh canh kim khắc sắp mộc, nó là thiên tài là thiên tài. Vậy nên trong tháng này nói lên là những người tuổi giáp tý thì sẽ có những cái tài lộc từ trên trời rơi xuống. Đấy, vậy nên là các bác cứ hãy mở lòng mình ra và đón nhận. Đấy. Cái tài này này, cái thiên tài này, nó là những cái tài, nó là những cái thứ mà chúng ta không kiểm soát được. Đấy. Tức là nó đến một cái bất ngờ, ấy. bất ngờ. Đây là những tháng cuối năm đúng không? Có thể là các bác làm tốt một cái việc gì đó và được thưởng. Đấy, trong tháng này làm tốt, Đấy. thì được thưởng đến đến tháng này được thưởng, được thưởng những khoản tiền nhỏ, những khoản tiền lớn và cái thu nhập trong tháng này này chủ yếu là từ cái gì? Từ cái thiên tài mà ra. À, vì sao nó lại may mắn về tiền bạc trong cái tháng này? Vì là thứ nhất là có sao lộc tồn nó 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 đến đúng không ạ? Thứ hai lại lộc tồn mà lại gặp cả thiên tài nữa, lại được phúc đức tinh nó chiếu mệnh, bên cạnh đó lại có thiên đức. Thì toàn những cái sao tốt sao may mắn nó chiếu vào cái tháng 11 này. Vậy nên những người tuổi canh tí trong tháng này ấy, thì sẽ cực kỳ may mắn về cái chuyện là công việc cũng như là chuyện tiền bạc. Đó. Thì các bác nhé, cẩn thận cẩn thận nhá. Bao giờ cái tiền bạc nhiều thì cái sức khỏe nó bị suy yếu. Nhưng mà cũng may mắn cho các bác là trong tháng này này Thì gặp bệnh tật thì cũng dễ khỏi Tại vì sao? Có liên lên bác sĩ này Nó là chủ về cái sức khỏe này Bệnh tật dễ khỏi và, và và, thường là những người khỏe mạnh và cũng không cần chú ý nhiều quá đó như vậy là cái tháng 11 có thể coi là một cái tháng cực kỳ tốt tốt nhất với những gia chủ tuổi từ canh tí 1960 cá về tiền bạc cá về tài lộc lẫn về sức khỏe <laughs> tiếp theo chúng ta xem tháng 12 tháng 12 thì nó là tháng thì nó tháng ất xỉu đấy Chúng ta có tí gặp xỉu thì là gì? Tí thủy gặp xỉu thổ. Thổ thủy là khác. Ở trong cái tháng này này cũng chú ý về chuyện khẩu thiệt thị phi này. Là tức là cái chuyện gì? Chuyện về tình cảm này. Tình cảm này các bác chú ý nhá. Là dễ bị xung khắc, vợ chồng hay khắc khẩu. Đó. Nhưng mà bù lại nó được gì? Tí và xỉu lại là nhị hợp. Đấy, thì nó cũng hóa giải được phần nào của cái này đi. Hơn nữa tí xỉu nhị hợp nó cũng mang lại cho các bác về cái công việc trong cái thời gian này ấy. nó cũng được, được thuận lợi và và may mắn hơn. Đấy. Trong tháng cuối cùng của năm này thì công việc nó có nhiều cái bước tiến triển rõ rệt và các bác lại là những người thông minh nhạy bén và biết cách làm ăn nếu mà các bác biết vun vén cho sự nghiệp ấy thì trong thời gian này có thể là sẽ thu lại được những khoản lợi cực kỳ lớn Đó. hơn nữa chúng ta có canh này canh mẹ lại gặp ất thì nó là gì nó là chính tài như vậy là gì trong tháng này gặp chính tài tức là gì cái vận tiền tài nó sẽ tốt hơn cái vận tiền bàn tài nó sẽ tốt hơn nhưng mà cái thu nhập này này nó sẽ đến từ công việc chính thì có thể là các bác trong thời gian này làm tốt được thưởng đúng không ạ xong sang bên này thì có thể có cơ hội được thăng lương tăng chức mà bên cạnh đó lại sao nói thế vì tại sao vì nó có chính ấn nó độ mệnh đúng không ạ tại vì địa chi xỉu này xỉu sẽ ẩn tàng ba can là kỷ tân và quý đấy thì là có canh gặp quý nó là chính ấn thì cái ấn này nó hỗ trợ nó nói là cái việc là gì các bác đang giữ được đúng cái vị trí của mình đối với những người mà đang được có cơ hội là tăng lương thăng chức ấy mà được xin thi cử ấy thì công việc sẽ vô cùng thuận lợi và hanh thông Vậy nên là các bác trong thời gian này cứ mạnh dạn và đề xuất nhé, đề xuất được tăng lương tháng trước. Thêm nữa là gì? Gặp gì? ất xỉu gặp tân đúng không ạ? Chúng ta canh gặp tân nó là kiếp tài. Thì vẫn nói lên gì? Trong cái tháng này cũng có một chút thị phi. Thị phi nó án ngữ, nó sẽ làm cho các bác phải lo nghĩ nhiều. Bên cạnh đó, canh gặp quý thì nó là thương quan. Gặp thương quan thì cũng cẩn thận về công việc nhé, cẩn thận công việc vẫn có tiểu nhân hãm hại. Vậy nên trong tháng này thì quý vị cũng cần nhớ này, các bác vẫn nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ vận hộ thân hóa giải những thị phi xung sát của năm và giúp cho vận trình nó được thuận lợi và may, mắn đó thì cái tháng cuối cùng của năm thì cái tài vận nó được hưng vượng đúng không ạ cái sức khỏe thì nó cũng ổn đúng không ạ cái tình cảm thì nó cũng được được bình 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 an nhưng mà cái tháng cuối cùng này các bác lại có lưu niên điếu khách lao đến đúng không ạ điếu khách nó chứng tỏ một điều là những người tuổi canh tí một thì tháng này cũng phải chi tiêu một khoản khá khá cho cái chuyện là quan hệ hợp tác hoặc là cho bạn bè hoặc là cho những cái cuộc ăn nhậu cuối năm vân vân hoặc cuộc tụ tập đỉnh đám đó. đó. bên cạnh đó lại có liên quan phù và đà la nó đóng bệnh nó chứng tỏ là các bạn trong thời gian này cũng phải sẽ phải chiêu tiêu quá nhiều loại khá nhiều cho cái vấn đề là vấn đề là là, là 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 tiếp khách đó đó như vậy là tôi đã vừa xét về tổng quan vận hạn của 6 tháng cuối năm âm lịch của những gia chủ tuổi canh tí thì cái phần này nó cũng không chính xác 100% vậy nên là nó chỉ đáp ứng được cái phần nào thôi. Tại vì ấy, trong mỗi năm sinh của con người chúng ta có ngày sinh này, tháng sinh này và năm sinh này cũng như là gì? giờ sinh. Ngày tháng năm sinh và giờ sinh thì nó tạo thành một cái lá số tứ trụ bát tự của một con người. Đấy. Vậy nên bác nào mà muốn xem trực tiếp lá số tứ trụ bát tự của mình ấy, hoặc là tử vi của mình được chính xác nhất để xem vận hạn ra sao trong từng tháng một được kỹ càng hơn, xem nó cụ thể nó như thế nào và ví dụ như là gặp vận thiên tài. Thiên à, tài thiên tài thì ai cho tiền? Đấy con cho tiền hay là vợ cho tiền hay là bạn bè cho tiền thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp các bác hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 349 119 nhá 0989 349 119 để thỉnh vật phẩm hoặc là để có thể là luận đoán xem là số tử vi của mình nó như thế nào đó à, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo xin cảm ơn